Mỗi khi nhắc đến quân Mông Nguyên, bất kỳ quốc gia nào cũng phải khiếp sợ. Bởi vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy. Dù khi đó, nước Việt ta không hùng mạnh, quân Việt không đủ đông, không có nhiều vũ khí. Thế nhưng với tài chỉ huy cũng như tầm nhìn xa trông rộng của mình, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã khiến cho quân Nguyên Mông phải kinh hồn bạt vía, chạy bán sống bán chết về nước. Sau những năm tháng chinh chiến liên miên, dẹp bỏ thù nhà, dốc lòng báo đền nợ nước, góp công lớn 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông xâm lược, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lâm bệnh nặng. Cũng như bao người bình thường khác, không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của đời người. Đến năm Canh Tý, tức năm 1300, năm Hưng Long thứ 8, Hưng Đạo Đại Vương ốm nặng. Khi sắp mất, ông đã gọi các con đến căn dặn về việc hỏa táng cũng như chôn cất để kẻ thù không biết chỗ nào. Điều này khiến hậu thế phải đặt ra dấu hỏi. Hưng Đạo Đại Vương vốn là vị tướng lừng danh, từng giữ Lạng Giang, hai lần liên tiếp đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Ấy vậy mà sau khi chết, ông lại sợ tai họa giáng xuống, sợ kẻ thù to gan đào mả ư? Phải chăng ước nguyện cuối đời của ông chỉ đơn giản là tìm một nơi an nghỉ bình yên để không ai có thể tìm thấy? Vậy phần mộ của ông hiện tại đang chôn cất ở đâu? Để giải đáp những câu hỏi trên, trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao dân tộc ta đã ghi danh rất nhiều vị tướng tài ba, hết lòng vì quốc gia đại sự, nhưng chỉ có Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được phong Đức Thánh Trần. Nhắc đến câu nói "ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột ra, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng." Thì chắc hẳn ai cũng đều biết đến vị tướng soái kiệt xuất bậc nhất lịch sử nhân loại, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần. Do đó, trong cả ba lần quân Nguyên Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng quân chống trận. Trần Quốc Tuấn là một bậc tướng cột đá chống trời. Ông đã chỉ đường dẫn lối cho quân dân Đại Việt, khiến bè lũ Nguyên Mông phải tháo chạy về nước và giữ vững bình yên bờ cõi cho tổ quốc. Sau khi kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 thành công, đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lui về sống ở Vạn Kiếp. Ông đã dựa vào địa thế vùng Vạn Kiếp mà Kiếp Bạc là trung tâm để lập phủ đệ và quân doanh làm phòng tuyến chiến lược giữ mặt đông bắc của tổ quốc. Với những công lao to lớn của mình, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được dân chúng khắp nơi coi như vị thánh, giúp quân dân Đại Việt thoát khỏi vòng vây của bè lũ cướp nước. Ông được triều đình phong chức quốc công tiết chế, tức là tư lệnh tối cao của triều đại lúc bấy giờ. Hai tháng trước khi mất, vua Anh Tông đến thăm lúc ông đang ốm, có hỏi: "Nếu chẳng may ông mất đi, giặc phương Bắc lại sang xâm lấn, thì chúng ta phải áp dụng kế sách làm sao?" Sau khi vua Anh Tông dứt lời, ông đã trăng trối những ước nguyện cuối cùng, khiến ai nấy cũng đều thổn thức không nguôi. Không chỉ căn dặn việc nước, Trần Quốc Tuấn còn dặn dò các con về tâm nguyện cuối đời của riêng mình. Bởi có như vậy, ông mới nhắm mắt xuôi tay về cõi vĩnh hằng. Vậy trước khi lâm chung, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có những ước nguyện cuối đời như thế nào? Điều này có liên quan đến lăng mộ chôn cất thi hài của ông hay không? Mùa thu tháng 8, ngày 20 năm Canh Tý, Hưng Long thứ 8, 1300, Bình Bắc Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại Vương qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của quân dân Đại Việt. Là vị tướng uy danh đến nỗi kẻ thù không dám gọi tên, người khiến quân Nguyên Mông hồn siêu phách lạc. Thế nhưng cuộc đời huyền thoại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn còn gắn liền với những giai thoại ly kỳ và bí ẩn về lời dặn dò của ông trước lúc lâm chung. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, quyển 6 Kỷ Nhà Trần có chép rằng:
năm Canh Tý 1300, năm Hưng Long thứ 8. Hưng Đạo Đại Vương ốm. Mùa thu, tháng 8, ngày 20, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn qua đời ở Vạn Kiếp, thuộc Hải Dương ngày nay. Khi sắp mất, ông dặn con rằng: "Ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau mục." Quốc Tuấn giữ Lạng Giang, người Nguyên hai lần vào cướp, ông liên tiếp đánh bại chúng, sợ sau này có thể xảy ra tai họa đào mạ chăng. Ông lo nghĩ tới việc sau này mất lại như thế đấy. Có thể thấy, Hưng Đạo Đại Vương không chỉ là vị tướng tài giỏi mà ông có tầm nhìn xa trông rộng. Liệu rằng với ước nguyện đơn giản như vậy, các con của ông có thực hiện theo hay không? Ngôi đền nào đang được lưu giữ nhục thân của Đức Thánh Trần? Như chúng ta đã biết, trong lịch sử, nơi chôn cất các bậc đế vương, các bậc anh hùng hào kiệt luôn là những bí ẩn, đặc biệt là tại các quốc gia phong kiến phương Đông. Tương truyền, sau khi qua đời, thành Cát Tư Hãn được chôn giữa sa mạc, và sau khi bão cát nổi lên thì không còn dấu tích lăng mộ nữa. Trong khi lăng Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chưa được khai quật và khám phá hoàn toàn. Ở Việt Nam, có lẽ chỉ có các vua triều Nguyễn mới có lăng mộ rõ ràng, phần còn lại hầu hết vẫn là bí ẩn, và với bậc anh hùng dân tộc, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng không là ngoại lệ. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một thiên tài quân sự trong lịch sử Việt Nam. Vì thế nên trên khắp đất nước Việt Nam đều có đền thờ chính hoặc thờ vọng Đức Thánh Trần. Tại khu di tích đền Bảo Lộc, thành phố Nam Định, có lăng mộ Đức Thánh Trần, nhưng câu hỏi phần mộ thực của Hưng Đạo Đại Vương nằm ở đâu vẫn còn là một bí ẩn gây tranh luận gần 1.000 năm qua. Về cuộc đời vị tướng lừng danh, gắn liền với câu ca: "Sinh kiếp bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc", có ý kiến diễn giải câu thành ngữ này như sau. Kiếp Bạc thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi có di tích lịch sử đền Kiếp Bạc thờ phụng Trần Hưng Đạo, là nơi ngài sinh ra và sinh sống chủ yếu. Địa danh Trần Thương, Lý Nhân, Hà Nam, nơi có khu di tích đền Trần Thương, là nơi ngài thác về, là nơi có phần mộ. Còn Bảo Lộc, Nam Định, là nơi có quần thể di tích đền Trần, đền Bảo Lộc, là quê hương của Đức Thánh Trần. Không ai biết câu thành ngữ trên xuất hiện và lưu truyền trong dân gian từ bao giờ, nhưng có thể khẳng định nó là căn cứ chủ yếu cho những ý kiến ủng hộ giả thiết phần mộ Hưng Đạo Đại Vương nằm ở Trần Thương, Lý Nhân, Hà Nam, nơi có khu di tích lịch sử đền Trần Thương. Chữ thác ở đây là chỉ lúc mất, cũng là phó thác, nghĩa là khi chết sẽ gửi về Trần Thương. Ngay từ lúc sinh thời, Trần Hưng Đạo đã gửi gắm sinh phần ở Trần Thương. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng thác Trần Thương có nghĩa là ông để phần mộ ở đây. Dựa trên suy đoán này, một số nhà ngoại cảm hiện nay cũng cho rằng phần mộ ngài là ở Trần Thương. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến, trong đó có các nhà nghiên cứu cho rằng nói Trần Thương có phần mộ Trần Hưng Đạo thì khó thuyết phục, bởi vì địa danh này không có sự liên quan mật thiết đến thân thế hay cuộc đời của ngài. Nếu theo quan niệm của người Việt, lá rụng về cội, thì nơi được chọn để an táng Hưng Đạo Đại Vương là phải ở Bảo Lộc, Nam Định, nơi ngài chào đời. Thực tế ghi nhận, Kiếp Bạc là nơi Hưng Đạo Vương sinh sống chủ yếu trong suốt cuộc đời, còn Trần Thương là một kho lương thời chống Nguyên. Sau khi ngài mất thì nhân dân lập đền thờ trên đó. Bảo Lộc là thái ấp của An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của ngài, và tương truyền ngài sinh ra tại đây. Khi mất, phần mộ của ngài cũng được đưa về vùng đất Thang Mộc này. Hiện nay, trong khu di tích đền Bảo Lộc có lăng mộ Đức Thánh Trần để nhân dân thắp hương tưởng nhớ. Vậy, chính sử nói gì về việc này? Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên có ghi chép: "Trong lời dặn của Trần Hưng Đạo không có một dòng ghi chú cụ thể xem địa danh vườn An Lạc nằm ở địa phương nào. Bởi vậy, vườn An Lạc mà Trần Hưng Đạo tâm nguyện gửi sinh phần là ở đâu vẫn đang gây ra nhiều tranh luận. Các nhà sử học vẫn đang đau đầu tìm lời giải."
Có người nói An Lạc, tức là tên ấp An Lạc, vốn là đất thang mộc của Trần Liễu ở phủ Thiên Trường Nam Định. Lại có ý kiến cho rằng An Lạc là một quả đồi nằm gần đền Kiếp Bạc, Chí Linh Hải Dương. Rồi có ý kiến nghiêng về câu thành ngữ dân gian Thác Trần Thương, thì cho rằng An Lạc phải là một nơi có liên hệ với vùng kho lương Trần Thương ở Lý Nhân Hà Nam. Dù các nhà khoa học vẫn chưa xác định, nhưng nhân dân vẫn có niềm tin mãnh liệt. Hầm ngầm huyền bí ở đền Trần Thương chính là nơi dẫn đến bí ẩn về chốn an nghỉ nhục thân của Đức Thánh Trần. Vậy, nơi lưu giữ nhục thân Đức Thánh Trần ẩn chứa những bí mật gì chưa được tiết lộ? Lần theo câu huyền sử trong dân gian, sinh Kiếp Bạc, Thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngôi đền Trần Thương thuộc thôn Trần Thương, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để hiểu thêm về những bí ẩn liên quan đến Đức Thánh Trần. Nơi đây không chỉ là một ngôi đền thờ cúng bậc anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo như nhiều ngôi đền trên khắp cả nước, mà còn lưu giữ những hiện vật quý báu mang giá trị nghệ thuật, kiến trúc và trang trí độc đáo, chứa đựng những bí ẩn của các di sản vật thể lẫn phi vật thể liên quan đến Hưng Đạo Vương. Đền Trần Thương đẹp từ trên cao nhìn xuống, đẹp trong từng chi tiết trang trí và đẹp huyền bí, mang tính tâm linh ẩn sau những huyền thoại của ngôi đền. Có hình dáng như một thiếu nữ phơi mình nơi bãi sông, đền Trần Thương nằm trên thế đất được gọi là hình nhân bái tượng, nơi sáu dòng sông nhỏ trụm đầu gọi là Lục Đầu Khê. Cách đây hơn 7 thế kỷ, người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã chọn làng Miễu, một làng quê nằm giữa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Châu Giang, và cũng là nơi hội tụ của sáu nhánh sông nhỏ, một trong sáu địa điểm cất giữ kho lương thực phục vụ cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai vào năm Ất Dậu 1285. Từ đây có đường thủy kết nối với sông Hồng, sông Châu Giang, nối về thành Thăng Long hay về Nam Định, quê hương ngài, và ra biển. Sau khi hoàn thành công cuộc bảo vệ Giang Sơn chống quân Nguyên Mông, Hưng Đạo Vương đã về đây phát lương khao quân, khao dân như một lời cảm ơn quân dân đã cùng chung sức, đồng lòng, cùng sát cánh với triều đình. Truyền thống này được con cháu tái hiện hàng năm vào dịp Tết Thượng Nguyên, tức là rằm tháng Giêng âm lịch. Theo tiến sĩ sử học Ngô Vương Anh thì còn có câu chuyện cho rằng khi Đức Thánh Trần qua đời, có năm cỗ quan tài được đưa đi về năm hướng, làm lễ táng như nhau và cũng được che đậy, xóa dấu tích để không ai biết chính xác nơi nào mới thực sự là nơi thân xác ngài được an nghỉ. Trong khi đó, bản chú thích tại đền Trần Thương ghi lại đến 70 cỗ quan tài. Xét chiết tự của từ An Lạc là nơi Hưng Đạo Vương dặn chôn cất ngài, thì từ này có nghĩa là một nơi an lạc, chứ không hẳn là một địa danh có tên là An Lạc. Nơi nào ngài thực sự an nghỉ, nơi đó được coi là chốn an lạc. Theo hẻm của làng Trần Thương, nơi lưu giữ những chuyện lưu truyền nội bộ trong làng chỉ có dân làng biết, thì rất có thể nơi đây là một trong những địa điểm bình phong hoặc chính là nơi an nghỉ thực sự của Đức Thánh Trần. Và hầm ngầm, nơi giếng khẩu nằm ở trung tâm của ngôi đền chính là nơi mang trong mình những huyền bí về nhục thân của ngài. Ngôi đền được dựng lên sau khi ngài hóa thánh. Làng có tên làng Miễu được chính thức mang tên làng Trần Thương từ thời đó, và Trần Thương có nghĩa là kho lương thời nhà Trần. Nhìn từ trên cao, đền Trần Thương có hình dáng như một người phụ nữ với đặc trưng là năm giếng nước. Người phụ nữ này đầu gối lên gò đất và tóc xõa cao về phía bắc, mặt nhìn về phía nam. Hai giếng lớn phía nam có tên là giếng nhũ, được ví như hai bầu sữa không bao giờ cạn, dù trời hạn hay trời mưa. Hai giếng ở phía bắc gọi là hai giếng nhĩ, ví như hai cái tai, một bên luôn đầy nước và một bên luôn cạn. Ở giữa là giếng khẩu, ví như miệng, và cũng là nơi trung tâm của ngôi đền, gìn giữ những huyền bí tâm linh. Nước ở đây lúc nào cũng ở chừng mực, không đầy và không cạn. Đền Trần Thương được thiết kế hình chữ quốc với ba cấp. Tiền đường, cung đệ tam là cung công đồng, nơi tụ họp của công đồng dân chúng. Cổ lâu trước cung đệ tam vẫn còn những hàng chữ tượng hình
mà ý nghĩa vẫn là những điều bí ẩn. Phía sau ban công đồng là nơi thờ Ngũ Hổ Thần Tướng. Trong số các di tích của nhà Trần, duy nhất nơi đây Ngũ Hổ Thần Tướng được thờ bên trong nhà. Ngay phía sau của cung thờ Ngũ Hổ Thần Tướng chính là hòn Dạ Sơn, phía trên của hầm mộ quay ra giếng khẩu. Xung quanh hòn Dạ Sơn là tượng linh vật được bài trí rất sinh động. Phía dưới chính là cửa hầm, nơi có hai con nghê đá đứng canh cửa hầm. Ông Phạm Hải Hưng, thủ nhang nhà đền, dẫn lời các cụ già ở địa phương nói rằng: trước hầm này là hầm mở, người ta tìm thấy có chóe sứ, than củi hay vỏ trấu, những dấu chỉ gần với chỉ dẫn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói về việc hỏa táng và chôn trong bình tròn. Cửa hầm quay ra giếng khẩu với làn nước trong vắt, lắng đọng sự giao thoa của trời đất. Đó là một cái giếng thông giữa trời và đất với những thiết kế tuyệt vời. Đêm về, ánh trăng soi chiếu xuống không gian của giếng khẩu và tám nàng tiên bước ra trong những bức họa trên những cánh cửa gỗ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng độc đáo. Theo nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông Nguyễn Quang Minh, việc cấu trúc giữa đền là một cái hố, cái giếng là một dấu chỉ đặc biệt hướng đến những tín hiệu đặc biệt. Theo tính toán của bố cục phong thủy, nơi giếng khẩu là vị trí miệng thì vị trí chôn cất xương cốt sẽ tương đương với vị trí của mũi trên khuôn mặt. Vị trí đó rất tương ứng với cung cấm, tức là cung đệ nhất của ngôi đền. Trong tờ 10B, quyển 6, kỷ nhà Trần của sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đoạn nói về cái chết của Hưng Đạo Vương, có nói đến việc ngài kêu gọi nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân. Tờ 11A và 11B có nói về việc sau khi ông qua đời và được lập đền thờ như sau: đến nay, mỗi khi đất nước có giặc vào cướp, đến lễ ở đền ông, hễ cháp đựng kiếm có tiếng kêu thì thế nào cũng có thắng lớn. Những thứ này đều thấy ở đền Trần Thương. Tuy nhiên, tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Hồng Kiên thì cho rằng việc xác định những giá trị lịch sử như thế này cần phải có những nghiên cứu khảo cổ nghiêm túc, những cuộc khai quật khảo cổ rộng lớn, nhưng điều này đến giờ vẫn chưa thể thực hiện. Với những gì được dặn dò qua chính sử thì kể cả đào lên để thấy được những dấu hiệu khả tín cũng khó mà khẳng định tính chính xác, ngoại trừ xác định được niên đại. Tổng thể ngôi đền là một sự độc đáo, thì mỗi cung, mỗi góc, mỗi đường nét chạm khắc cũng là những chi tiết độc đáo và thú vị. Cung đệ nhị là nơi thờ các võ tướng công thần, những người đã đi cùng với Đức Thánh Trần trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông như Yết Kiêu, Giã Tượng. Cung cấm, cung đệ nhất là nơi thờ Đức Thánh Trần. Tại đền Trần Thương còn lưu giữ hàng trăm cổ vật có giá trị nghệ thuật cao, 38 đạo sắc phong. Đặc biệt là một thanh kiếm bạc vỏ đồi mồi, hàng năm được đem ra lau chùi rồi lại đưa lên thờ. Tương truyền đó là thanh kiếm từ thời Đức Thánh Trần truyền lại. Những cổ vật tìm thấy khi khai quật khảo cổ có niên đại từ thời Trần và những đồ được thờ cúng nơi đây chính là những giá trị độc đáo của đền Trần Thương. Phía sau tam cung với 15 gian của đền chính có một ngôi miếu nhỏ thờ mẫu. Nhưng ở đây câu chuyện không hẳn là thờ mẫu theo tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ, mà ở đó có bóng dáng huyền sử của người đàn bà đã giúp đỡ vua quan nhà Trần đánh giặc. Một kết cấu thờ cúng rất độc đáo, thể hiện đạo lý của người Việt khi đề cao vai trò của những người phụ nữ uống nước nhớ nguồn. Đằng sau các chiến công, sự âm thầm đóng góp luôn được ghi nhận. Theo ông Mai Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy Lý Nhân tỉnh Hà Nam, sự độc đáo của đền Trần Thương nhắc nhở rất nhiều điều với hậu thế. Cùng với ngôi miếu nhỏ ghi nhận công ơn của những người âm thầm đứng phía sau, thì kho lương phía trước được mở hàng năm cũng là một sự độc đáo của đền Trần Thương. Dù các nhà khoa học chưa xác định, nhưng hẻm của làng thì vẫn có niềm tin mãnh liệt. Hầm ngầm huyền bí này chính là nơi dẫn đến bí ẩn về chốn an nghỉ nhục thân Đức Thánh Trần. Những năm gần đây, hầm đã được khép lại để thực sự giữ được sự tinh tuyền huyền bí, tránh sự tò mò của hậu thế. Dù thế nào thì đó cũng vẫn chỉ là những nhận định và giả thuyết.
Nhưng việc đặt mộ một người nam giới dưới hình dáng của một người phụ nữ là một điều cực kỳ thú vị và càng làm tăng độ khả tín của các nhận định. Nếu như tổng thể di sản vật thể của Trần Thương, từ kiến trúc, phong thủy đến các cổ vật còn thấy ngày hôm nay mang những giá trị nghệ thuật cao, thì lễ hội Phát Lương mỗi dịp Tết Thượng Nguyên là một lễ hội phi vật thể độc đáo của đền Trần Thương. Nếu như ngôi đền dựa vào thế đất cao như núi hướng ra Minh Đường với đường nối là trục đường tâm linh được mở ra như là câu chuyện nhắc nhở ta dựa vào quá khứ để hướng tới tương lai. Hằng năm, dịp lễ Thượng Nguyên, đền Trần Thương mở hội phát lương. Lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ do 7 cô gái thanh tân mặc áo dài đỏ, đội khăn đỏ, đội 7 mâm đựng những túi lương nhỏ. 9 trai tân mặc quần áo màu đỏ, đầu đội nón lá đỏ, thắt lưng khăn vàng, ống chân quấn xà cạp viền xanh để khênh kiệu. Trên kiệu đặt các túi lương lớn. Đoàn rước hàng năm được hộ tống bởi đội sư tử, trống, chiêng, cờ hội và đội tế nam nữ. Đội lễ là 7 cô gái và 9 chàng trai sẽ châm đuốc và dâng hương, mang lương thảo vào hậu cung làm lễ. Sau phần lễ là thủ tục phát lương cho mọi người. Trong mỗi túi lương được nhà đền phát hàng năm có 5 loại hạt là đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, ngô đỏ và gạo nếp của vùng quê này. Những loại hạt này chính là hạt giống mang về gieo trồng cho mùa vụ sau. Lễ hội Đức Thánh Trần nhắc chúng ta biết trân quý quá khứ, nhưng phải biết hướng tới tương lai. Tôn kính các anh hùng đã chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc, cũng là lúc phải nghĩ về nhân dân, nghĩ về những người dân đóng góp cả công khai và âm thầm. Thông điệp của lễ hội không chỉ là mong muốn có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là thông điệp của tiền nhân nhắc nhở chúng ta hãy biết lo cho dân. Trần Thương dư phúc địa, trà thảo tứ thời xuân, có nghĩa là đất Trần Thương nhiều phúc, hoa trái bốn mùa tốt tươi. Mỗi năm Trần Thương có hai mùa lễ hội. Lễ tháng 8 âm lịch là lễ giỗ của Đức Thánh Trần và được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 hàng năm. Lễ tưởng nhớ quá khứ, biết ơn công lao của Đức Thánh Trần năm xưa vì dân mà sông pha trận mạc. Và lễ hội phát lương nhằm giờ Tý đêm ngày 14 dạng 15 tháng Giêng hàng năm là lễ về dân, lễ về ngày mai. Độc đáo của lễ hội đền Trần Thương là diễn sướng lại lễ rước nước và bơi trải, nhắc nhở về tài thủy chiến, vốn là điểm mạnh của quan quân nhà Trần nói riêng và của quân dân Đại Việt nói chung.